Hello, xin chào toàn thể quý anh chị em thân mến Rất hân hạnh được gặp lại anh chị em trong livestream vô cùng tuyệt vời Buổi tối ngày hôm nay với chương trình Ra mắt 41 phác đồ điều trị bệnh vật nuôi Vậy thì nếu mà các bạn đang vào xem livestream của Phạm Xuân Trịnh Các bạn có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào Trong cái chủ đề này để Xuân Trịnh được trợ giúp Cùng với toàn thể quý anh chị em Và chúng ta sẽ đi ngay lập tức vào Phác đồ đầu tiên trong ngày hôm nay Có rất là nhiều khách hàng Hỏi tôi rằng là anh Trịnh ơi Tại sao hiện tại bây giờ cái bích viêm da tiết dịch ở trên con lợn nó lại diễn biến phức tạp như thế có nghĩa rằng là khi các bạn nuôi con lợn đấy con heo ấy nó có hiện tượng là khoác áo tơi nó có hiện tượng là lông da nó bị đen vậy thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào chúng ta sẽ chuẩn đoán như thế nào trong bệnh viêm da tiết dịch ở trên lợn ở à, thì như cái hình ở đằng sau chương trình đây các bạn đã nhìn thấy các bạn đã nhìn thấy nó diễn biến như sau này ở à, trong cái trường hợp mà con heo sau cái sữa ấy, nó có hiện tượng là lông xù như sâu róm này. À, lông suối sơ róm và khoác áo tơi nhá người nó bựa bựa nhầy nhầy rất là bẩn đây các bạn nhìn ạ mặt nó dính dính nhớt nhớt nhầy nhầy bẩn này à, trong trường hợp này đây này, các bạn nhìn nhớt nhớt 7 đó con heo mà à, có trọng lượng to to thì trên người nó nó có hiện tượng là đen lớp đen bao phủ như thế này thì đây người ta gọi là bệnh viêm da tiết dịch vậy thì bị bệnh, bệnh viêm da tiết dịch ở trên heo là bệnh à, liên quan đến con Staphylococcus nếu mà các bạn à, ăn những cái loại ví dụ như là tiết canh này ăn lại tiết canh này ăn những loại à, Uh, tiết canh hoặc là chúng ta dây đến máu là thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc là nó nó sẽ nhiễm cái bệnh uh, liên quan đến đến niên cầu khuẩn nên viêm da tiết dịch nói đi anh ơi cái trường hợp của anh là heo nái em... bị viêm đúng không à, không biết nó bị làm sao mà được mấy tháng nay rồi từ khi em tách nó là nó mới đẻ lứa đầu tiên thôi trong đến lúc em tách gái thì bây giờ nó cứ lên giống thì nó lại nó mình lấy không được anh. Ok nhá vậy thì anh anh đợi em livestream xong em trả lời cho anh nha em biết em hiểu rồi. Yeah, vâng. Nha ok nên yeah. à, nên xem live stream yeah. ở trên uh, Facebook à, cảm ơn các bạn à, xin lỗi các bạn một chút tại vì nó bị, uh, bị 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 ngắt quá một tí thì các bạn hình dung này hàng ngày tôi nghe rất là nhiều câu hỏi rất là nhiều như thế để dành cho phạm duyên trịnh có rất là nhiều trang trại chăn nuôi hỏi từng ca bệnh từng ca bệnh nó diễn biến hết sức nó phức tạp vậy thì ở đây ngoài cái việc là trải nghiệm 14 năm của tôi ra còn có cái kiến thức về cách cách sử dụng thuốc nữa nó rất là quan trọng nữa vậy thì ở đây này ở đây này với cái bệnh uh, viêm da tiết dịch ấy, thì các bạn cần phải nắm được một vài cái bí quyết để giúp cho chúng ta có thể điều trị thành công bệnh viêm da tiết dịch thứ nhất là các bạn để ý này cái tác hại của bệnh viêm da tiết dịch có thể nó không làm chết lợn nhưng mà tuy nhiên con lợn chúng ta trông rất là bẩn nó rất là xấu nếu mà các bạn à, khi mà có đàn lợn thì chúng ta nó bị viêm da tiết dịch như này mà các bạn ăn phải tiết canh của cái đàn lợn à, mà gần nó thì nó có hiện tượng là bị liên à, cầu khuẩn con người rất là nguy hiểm nó bị ninh cầu khuẩn một bệnh cực kỳ nguy hiểm và thì cái cách điều trị như sau này cách điều trị như sau trong trường hợp nếu mà heo sau cai sữa mà nó bị viêm da tiết dịch như này việc đầu tiên là các bạn sử dụng cho tôi cái vua sát trùng này nha các bạn à, pha ra nước sau đó các bạn tắm cho cho lợn các bạn tắm nước lợn. Trong trường hợp mà con lợn nó to nó choi như thế này, con lợn 3 40 cân mà nó bị viêm da tiết dịch thì các bạn lấy cái vua sát trùng này các bạn pha ra các bạn phun trực tiếp lên người con lợn cho tôi nhé Thì đấy là cái cách đầu tiên là chúng ta à, chúng ta sẽ sử dụng kết hợp giữa cái việc là tắm cho con lợn nhá, tắm cho con lợn và kết hợp với biện pháp tiêm. Vậy thì trong trường hợp mà bị viêm da tiết dịch này nếu mà các bạn dùng đúng phác đồ thì chỉ khoảng 3 mũi tiêm, con heo của chúng ta nó sẽ đẹp trở lại bình thường. Tuy nhiên không phải là sau 3 mũi tiêm nó khỏi luôn mà chúng ta tiêm 3 mũi tiêm rồi và khoảng tầm 3 đến 5 ngày sau nó sẽ bóc bong hết cái da và con heo của chúng ta nó sẽ trơn lông mượt da nó sẽ trở lại bình thường. Vậy thì các bạn lên tiêm cái Sepon A cộng với dịch chiết Anagin nhá. Thì trên đây là Xuân Trịnh hướng dẫn các bạn là cách nhận biết và chuẩn đoán bích à, liên quan đến viêm da tiết dịch ở trên heo. Ai mà nuôi heo lái thì gặp rất là nhiều trường hợp này. Và cái trường hợp này không phải là nó bị thường xuyên mà một đàn nó chỉ bị nát đác một vài con thôi. Thì anh chị em phải nhớ nhá, phải nhớ cái bệnh viêm da tiết dịch. Rồi ok đến cái bệnh thứ hai này. Cái bệnh thứ hai ở trên lợn ấy thì nó cũng gây thiệt hại kinh tế hết sức nghiêm trọng mà hôm qua tôi cũng đã chia sẻ với là anh chị em ở trong cái livestream trước rồi. Tần tổng cộng tôi có 41 cái phác đồ. Nên các bạn nhớ là à, chúng ta cần phải học làm sao cho nó đầy đủ nhá. Nó học làm sao cho nó đầy đủ 41 phác đồ này thì hiệu quả điều trị rồi mọi thứ nó mới ngon lành cành đào đấy nhá. Còn nếu mà không thì nó sẽ ảnh hưởng nhá. Rồi ok tiếp theo. À, bệnh tiếp theo là bệnh tụ huyết trùng này bị tụ huyết trùng tại vì hiện tại bây giờ tôi thấy cái tỷ lệ mà à, tỷ lệ mà heo bị à, chết đột tử nó rất là nhiều đó nó rất là nhiều vậy thì à, tụ huyết trùng ấy là nó, nó có rất là nhiều thể khác nhau nhưng tuy nhiên tôi chỉ nhận dạng ra nó chỉ có hai cái thể mà hay gặp thôi hai cái thể hay gặp do tụ huyết trùng cái thứ nhất là các bạn là nhìn thấy là con lợn đấy khi mà nó có hiện tượng là sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân này tức là người của nó đỏ rực đen và nó ho có đờm thì cái trường hợp đấy có thể liệt vào phổi dính sườn hoặc là liệt vào bệnh bệnh uh, tụ huyết trùng nhá. Khi chúng ta mổ khám bệnh tụ huyết trùng ra thứ nhất ấy là cái phổi của nó nó có hiện tượng to gấp 3 lần bình thường. Ở trên bề mặt phổi nó có xuất hiện rất là nhiều mạch máu khác nhau thì gọi là sung huyết. Rồi, ngoài ra nó có cái những cái sợi tơ huyết là dính phổi miếng sườn. Cái trường hợp này cũng có thể gọi là bệnh phổi dính sườn nhưng mà không phải tại vì cái phổi dính sườn ấy thì nó bị áp xe bề mặt phổi cơ nhưng đây nó thành tơ huyết này. Các bạn nhìn ra nó thành sợi tơ huyết thì đấy là tụ huyết trùng. Ngoài ra khi các bạn uh, mổ khám ra ấy thì uh, một số cái bề thận nó bị hỏng này hoại tử này rồi bề thận bị hỏng rồi là nó xuất huyết cơ tim nhé và tất cả những cái yếu tố đó nó được gọi là bệnh tụ huyết trùng cái trường hợp thứ hai của bệnh tụ huyết trùng nên là con lợn sáng nó ăn uống bình thường tự nhiên nó lăn năn, nó chết nó lăn nó chết tại vì sao tại vì nó liên quan đến trực tiếp đến cái hiện tượng dính hiện tượng mà fibrin nó dính từ phổi và sườn này nó làm cho nó ngưng tim hoặc là nó không hô hấp được nó có lợn năn, năn nó chết và mổ ra chẳng có hiện tượng gì đặc biệt cả thì đấy người ta được niệm vào tụ huyết trùng cấp hoặc là tụ huyết trùng nhá rồi ok tiếp tục này vậy thì cái phác đồ điều trị như sau này các bạn khi mà heo nó bị tụ huyết trùng thì việc đầu tiên chúng ta vẫn nên dùng cái vua sát trùng này các bạn phun tràn nan quanh chuồng nhá chỗ nào có lợn chúng ta phun hết phun trực tiếp cả vào người con lợn lẫn vào thức ăn nước uống chỗ nào có là chúng ta phun và sau đó thì các bạn sử dụng A còng với dịch chiết anagin các bạn tiêm cho tôi thì có rất nhiều người sẽ hỏi rằng là tại sao lúc nãy Viêm da tiết dịch tôi cũng sử dụng uh, còng cộng với dịch chiết anagin cộng với là uh, vừa sát trùng. Uh, còn tụ huyết trùng tôi đấy cũng lại dùng cefon cộng dịch chiết anagin cộng với là vừa sát trùng. Có rất nhiều ông sẽ bảo rằng là ồ, ông chạy cái thuốc ông là chữa bách bệnh à? Thực ra là bách bệnh hay không thì tôi không biết, nhưng mà cái trải nghiệm 14 năm của Phạm xuân Trịnh ấy, tôi đã điều trị những cái ca lợn liên quan đến tụ huyết trùng và viêm da tiết dịch bằng cái phác đồ này rồi. Hiện tại bây giờ nó rất là mạnh và rất là thành công rồi. Nên là tôi đang chưa muốn đổi phác đồ tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể uh, áp dụng một cách hiệu quả theo một cái tư duy như sau này các bạn biết rằng là cái vua sát trùng này nó có khả năng là ngăn cản cái sự kết dính của mầm bệnh uh, với những con bên cạnh người ta gọi là lây chéo đúng không vậy thì tôi sử dụng vua sát trùng trong trường hợp này để ngăn cản cái dịch chiết mà nó ho nó bắn ra từ đường hô hấp trên nó bắn ra chuồng sau đó nhiễm vào con khác đúng không vậy thì chúng ta sẽ sử dụng vua sát trùng này khi mà nó ho nó bắn dịch chiết uh, dịch mũi dịch phổi của nó ra ngoài thì cái vua sát trùng này nó sẽ tiêu diệt hoàn toàn bên ngoài để nó không nhiễm một con khác. Còn tiếp tục này, ở đây tôi đang sử dụng hai cái thuốc, một là sephon a còng, hai là dịch chiết anagin. Ở một là sephon a còng, hai là dịch chiết anagin. Thì ở đây nó có một cái kiến thức này, sephon a còng thành phần của nó là septifur 10%, gentamicin 3%, Acid clavulanic là tá dược độc quyền. Đây nó được gọi là kháng sinh kháng viêm. Còn lại cái dịch chiết anagin này nó là dịch chiết anagin kết hợp với alcam phenamin, nó gọi là chất kháng histamin. Thì trong cái chai dịch chiết anagin này nó có tác dụng là tiêu viêm, hạ sốt, giảm đau thì nó gọi là thuốc tiêu viêm. Vậy thì khi tôi kết hợp với kháng sinh, kháng viêm và thuốc tiêu viêm thì đương nhiên nó giống như là song kiếm hợp nhất, nó giúp cho tăng cái hiệu quả điều trị lên gấp bội không? Gấp đôi. Vậy thì khi các bạn sử dụng cái phác đồ này, các bạn nhớ được tôi các bạn hoàn toàn có thể đem cefon a+ cộng với dịch chiết anagin hai cái thuốc này chúng ta pha lại với nhau chúng ta tiêm vậy thì chăm nghe không bằng mắt thấy mà chăm thấy không bằng một sờ khi mà tôi đưa cái phác đồ này ra thì có rất nhiều ông sẽ nói rằng là ồ cái Sephora a còng này thì công ty nào chả có ồ cái dịch chiết anagin này nó là anagin 50% công ty nào là chả có nếu mà sân trích mà đã tạo ra thuốc từ cái tư duy chiến lược của tôi mà công ty nào cũng có thì đâu còn gọi là độc quyền nữa độc quyền ở đây không phải là độc quyền phân phối mà độc quyền ở đây là độc quyền công thức vậy thì anh em mang về mà trải nghiệm mang về mà thử thì mới thấy hiệu quả của nó chứ còn bây giờ cứ nghe bảo ôi xếp vua có mà ai cũng đi nào thì có đúng là công ty nào cũng có xếp vua nhưng quan trọng nhất là cái tá dược ở trong đấy nó là cái gì tôi ví dụ như sau này ví dụ bây giờ trên tay xuân trịnh đây là một cốc nước lọc đúng không ạ nếu mà tá dược độc quyền ở trong chai xếp này nó là nước luộc thịt gà thì chỉ sau khoảng 2 giờ nó bị ô thiu thôi nhưng mà trong cái chai dịch chiết anagi trong cái chai xếp phôn này ví dụ như là tá dược của nó là nước lọc các bạn có thể để 2-3 năm cũng được mà, đúng không? Nó có sao đâu. Nên là ở đây ấy, các thuốc nó khác nhau bởi cái thành phần là tá dược, nó chỉ thế thôi. Chứ còn lại thì thực ra là nguyên liệu kháng sinh, ấy, ví dụ như Septifu hay Gentamicin ở đâu chẳng có. Nhưng mà cái cách làm sao để phối trộn thuốc ra một cái công thức và cái cách làm sao để đưa nó vào một sản phẩm để nó có hiệu quả cao thì cái đấy người ta gọi là đúng bệnh đúng thuốc nên là anh em hoàn toàn có thể sử dụng các phác đồ khác nhau tuy nhiên nếu mà những cái phác đồ của các bạn mà các bạn cảm thấy không hiệu quả không được ngon lành cành đào thì các bạn có thể sử dụng phác đồ của phạm xuân trịnh nhé ở đây này cái chai sephona cộng với dịch chiết agin là hai chai cực kỳ quan trọng nhá nó giúp cho các bạn thay đổi thói quen về cách điều trị trên bệnh đàn bệnh và đuôi vậy thì nếu mà 36 anh em đang xem livestream của xuân trịnh mà các bạn uh, thấy cái livestream chia sẻ của tôi hữu ích các bạn có thể chia sẻ cái livestream này ra nhá cho nhiều người nhận được kiến thức hơn tại vì à, thỉnh thoảng tôi mới live stream thôi mà, thỉnh thoảng tôi mới live stream nhá. Nên là anh em à, để ý rằng là nếu mà những cái kiến thức trải nghiệm của Phạm Xuân Trịnh có thể giúp ích cho các bạn thì các bạn à, có thể giúp cho Xuân Trịnh lan tỏa cái kiến thức cái giá Phạm trị này đến à, nhiều người à, chăn nuôi hơn nhá. Tại vì tôi à, à, bản thân Xuân Trịnh tôi chỉ mong muốn rằng là những cái kiến thức trải nghiệm của mình có thể giúp ích cho một ai đấy để các bạn à, chăn nuôi thành công hơn. Còn nếu mà các bạn à, À, vẫn đang à, điều trị thành công cái phác đồ của các bạn thì xin chúc mừng các bạn tại vì à, chính những cái phác đồ đấy có thể bảo vệ được đàn vật nuôi nhà các bạn còn trường hợp mà các bạn dùng thấy nó chưa hiệu quả nó chưa phê thì các bạn có thể sử dụng phác đồ của phạm xuân trịnh nhá lên à, là ngày xưa lúc mà tôi đi lên mạng thì tôi hay đi cãi nhau hồi xưa nên đi hay cãi nhau với là mấy ông nhưng thực ra thì nó không quan trọng tại vì à, tại vì các bạn biết rằng là cái phác đồ ấy thì đúng đúng là cái phác đồ nó rất là quan trọng nữa nhưng mà ở đây là trải nghiệm của mỗi người nó khác nhau nó không bao giờ nó có sự giống nhau cả. Nên là anh em cứ dùng thoải mái rồi đúng không? Mỗi người có một cái phát đồ, mỗi người có một cái trải nghiệm khác nhau và đương nhiên nó không có sự đúng hay là sai ở đây cả, nó không có đúng cái sai ở đây. Nó chỉ có một thứ duy nhất là nó giải quyết được vấn đề của chúng ta thôi. Ok, các bạn hình dung được vậy? vậy thì nếu mà các bạn đang xem livestream của Xuân Trịnh nhá thì các bạn có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào vào trong cái livestream này. và các bạn vui lòng giúp cho Xuân Trịnh chia sẻ cái livestream này ra nhá để cho nhiều người nhận được kiến thức hơn. Rồi ok, tiếp theo tôi sẽ trả lời một vài câu hỏi của anh chị em này. Một vài câu hỏi các anh chị em gửi trên Zalo tôi sẽ trả lời này. Để tôi bật Zalo đây nhá. Rồi có một câu hỏi đang nào. Đàn heo nhà tôi 60 kg có hiện tượng chết đột tử. Bán cho hàng giáp mổ ra không thấy triệu chứng gì điển hình. Ok đây anh em để ý này. À, với cái câu hỏi của vừa giờ của các bạn nhé, à, với cái câu hỏi vừa giờ của các bạn ấy thì các bạn hình dung là cái đàn heo 50 mươi cân ấy, là có hiện tượng chết đồ tử khi mà bán nó chết đồ tử ấy thì các bạn bán cho bên nò mổ hay mổ ra họ bảo không có hiện tượng gì đúng không? vậy thì ở đây này khi mà con heo mà đã, đã chết rồi thì có nghĩa là trong chuồng nhà chúng ta có thể nó có những cái mầm bệnh, nó có những cái uh, gọi là vi khuẩn nguy hiểm vậy thì chúng ta sẽ sử dụng uh, cái biện pháp như sau này, đầu tiên chúng ta có thể uh, vệ sinh chăm sóc sát trùng đầy đủ chuồng trại của chúng ta nhé và chúng ta kiểm tra những cái yếu tố ở bên ngoài xem nó có lây nhiễm vào trong đàn vật nuôi của chúng ta hay không. À cái điều thứ hai là các bạn cần phải chú ý rằng là à, cái đàn heo ấy nó là tài sản của chúng ta nên là khi chúng ta đi ra ngoài ăn cơm hay đi chơi về chúng ta cần phải sát trùng kỹ trước khi mà đi vào trại nhá. Tiếp tục này. À, khi mà trong chuồng chúng ta có hiện tượng à, là bị chết đột tử như thế thì chúng ta không thể là à, bắt hết cả đàn heo ra tiêm được, bắt buộc chúng ta phải sử dụng à, cái biện pháp là chọn lựa một cái thuốc mà trộn chọn lựa một cái thuốc trộn có hiệu quả cao để chúng ta có thể trộn phòng được cái bệnh liên quan đến chết đột tử à, tôi ví dụ như là à, trong rất là nhiều những cái những cái tức là trong nhiều cái quan niệm nhá tôi gọi là nhiều cái quan niệm sử dụng thuốc rồi có nhiều rất là nhiều cái quan niệm sử dụng thuốc khác nhau nhưng mà tuy nhiên các bạn là các bạn có thể hình dung nó một cái quan niệm mà dùng thuốc khá hiệu quả là cho tôi ngồi tí nhé không là đứng nhiều mỏi chân hôm nay đi ra ngoài cả ngày nó hơi nó hơi đau chân một tí thì trong cái chiến lược mà để có thể kiểm soát được dịch bệnh trên đàn vật nuôi ấy, thì các bạn để ý là khi chúng ta trộn thuốc để phòng cho đàn heo chết đột tử ấy, thì các bạn phải nhớ rằng là nó phải có một cái kiến thức nền tảng cơ bản về việc làm thế nào để chúng ta có thể phòng và điều trị hoặc là chúng ta kiểm soát bệnh một cái thành công thì đầu tiên đấy là các bạn là phải có một cái tư duy rất là rõ ràng rằng là ở trên con heo ấy, nó có hai cái hệ một hệ hô hấp hai là hệ tiêu hóa được chưa một là hệ hô hấp hai là hệ tiêu hóa vậy thì khi mà các bạn trộn thuốc phòng thì các bạn cần phải chọn một cái thuốc mà kết hợp giữa hô hấp và tiêu hóa tôi ví dụ như ở bên công ty supervet ấy, tôi tạo ra một cái sản phẩm đó là chính là đặc trị hô hấp phức hợp thì cái sản phẩm này ấy, nó có ba thành phần như sau thứ nhất là tinosin 20% đây là một nhóm kháng sinh trị gram dương ở trên đường hô hấp trên cái thứ hai là sulfadiazin nó là trị gram âm ở đường tiêu hóa và tôi kết hợp với là colitin 3% nó tạo ra một công thức gọi là đặc trị hô hấp phức hợp nó có tác dụng là bao vây cả hô hấp lẫn tiêu hóa vậy thì khi mà trộn thuốc điều trị bệnh thì thường thường người ta nói là trộn để bao vây chứ không phải là trộn để để trộn đúng không hình hình như thế còn lại ông nào bảo rằng là đúng bệnh đúng thuốc thì đương nhiên là đúng bệnh đúng thuốc nhưng khi mà đã liên quan đến việc trộn thuốc ấy, nó phải là đã liên quan đến việc trộn thuốc nhá đã liên quan đến việc trộn thuốc ấy, thì chúng ta phải trộn cho nó cho nó đúng bài bản nếu mà không thì thực sự là nó sẽ lãng phí cái thuốc mà nó không có hiệu quả nhá ok anh em hình dung chưa ở đây em tôi đi lấy một cái ghế tôi ngồi lắm mà tôi hơi mỏi chân ý rồi à, tôi có ghế rồi tôi sẽ ngồi ghế đây để tôi chia sẻ với các bạn cái này hơi thấp nó hơi thấp cho cao tí nhá anh em đợi tí cho cái ghế cao tí rồi ok rồi. Cái ghế này cao được rồi, được à. ạ vậy thì ớ, sao nó vẫn thấp nhỉ cho Sơn Trinh xin mấy phút nha để cho cái ghế nó cao lên nè. À, cao phải rồi. Đấy thì trong cái việc mà chúng ta định hình này, các bạn nhớ này, trong cái việc mà chúng ta định hình cái thuốc để mà điều trị các bệnh liên quan đến trên bệnh trên lợn thì chúng ta cần phải chú ý cho tôi một vài cái cực kỳ quan trọng. Bây giờ nhé, các bạn uh, có thể chia sẻ cái livestream này của Phạm dân Trịnh cho nhiều người nhá. Sau đấy thì vào, uh, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn nhé. Tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn trong cái phần phần này. Vậy thì đầu tiên ấy là khi mà trộn thuốc thì các bạn nhớ cho tôi hai cái kiến thức. Thứ nhất là trên con lợn nó có đường hô hấp và đường tiêu hóa vậy thì trộn thì phải trộn theo kiểu bao vây, cả hô hấp cả tiêu hóa thì nó mới hiệu quả được đúng không ạ? Cái điều thứ hai ấy, là trên cơ thể của vật nuôi nó có hai loại mầm bệnh liên quan đến vi khuẩn. Một là mầm bệnh liên quan đến gram âm, hai là mầm bệnh liên quan đến gram dương. Nên khi chúng ta trộn thuốc chúng ta phải kết hợp giữa gram âm và gram dương thì nó mới tạo ra được một cái phác đồ trộn nó hiệu quả được. Còn lại anh em cứ chọn kháng sinh phổ rộng ví dụ như amoxilin chẳng hạn thì đương nhiên nó là kháng sinh phổ rộng. Nó cũng có thể kiểm soát được bệnh gram âm, gram dương. Tuy nhiên những cái hiệu quả của nó ấy, nó sẽ không được tối ưu mà bắt buộc các bạn phải chọn những cái phác đồ những cái công thức tiêu chuẩn. Nên các bạn đã biết là tại sao công thức thuốc nó lại là amoxicillin đâu? Tại vì amox nó là một cái thuốc để mà điều trị bệnh liên quan đến uh, amox ấy là nó là một uh, cái thuốc liên quan đến điều trị uh, các bệnh liên quan đến gram âm, gram dương nhá còn lại thì khi mà a mốc thì thường thường người ta sẽ trộn với colitin tại vì sao tại vì colitin ấy, thì nó là đặc trị E.coli mới là gram âm vậy thì chúng ta kết hợp giữa a mốc với colitin thì đấy người ta gọi là cách để phối thuốc Được. ngoài ra ở bên công ty này thì tôi có phối rằng là uh, tinosin 20% với sulfa diazin kết hợp với là colitin nó tạo ra một công thức cực kỳ mạnh để các bạn có thể trộn theo kiểu bao vây còn lại khi mà đã trộn hai thuốc lại với nhau để bảo vệ vật nuôi rồi thì đấy là người ta gọi là trộn bao vây nhá. đừng ông nào nghĩ rằng nó cao siêu quá chẳng có cái gì cao siêu rồi đâu tất cả mọi thứ nó đều có nguyên tắc của nó cả chứ không phải tự nhiên mà trộn như thế nên là anh em nào ấy mà đang sử dụng cái sản phẩm mà đặc triệu hợp phức hợp của công ty Supervet ấy thì các bạn chắc chắn các bạn đã nghiện rồi tại vì tôi thấy rằng là cái mặt hàng đấy mỗi một tháng tôi bán mấy tạ cơ mà nên là anh em dùng phê thì có thể chia sẻ cái kiến thức đấy ra cho bà con nhé rồi ok tiếp tục này à, bây giờ tôi sẽ trả lời các câu hỏi của từng khách hàng một này Uh, hello xin chào bạn thủy đô này uh, anh ngô anh Tuyết có hỏi rằng là nào? anh giúp em trường hợp lợn con vừa sinh ra run bần bật uh, thì chia sẻ với các bạn này trong cái câu hỏi của bạn uh, ngô anh tuyết ấy, thì cái trường hợp mà lợn con sau khi đẻ ra mà nó gây hiện tượng run bần bật ấy, thì nó có các nguyên nhân như sau này nguyên nhân thứ, thứ nhất ấy, là khi mà con heo nó thiếu canxi huyết thì nó đẻ ra nó cũng có hiện tượng run bần bật uh, nhưng mà nếu mà nó đã thiếu canxi ấy, thì có khi nó run nó run cả đàn cái thứ hai ấy là trong bệnh giả dại khi mà đẻ ra, heo con nó cũng có hiện tượng run bật. Và trường hợp số 3 là trường hợp mà nó nhiễm E. coli. Khi cái sữa của con nợ nó nhiễm độc tố E. coli nó cũng có hiện tượng run bật. Run bật hoặc là nó bị 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 trói chân ấy thì đấy nó nó tương đứng với nhau. Nhưng mà à, nếu mà quên tôi tôi đang bị nhầm cái thuật ngữ run bật với hiện tượng trói chân nhé, nếu mà run bật đấy thì nó do yếu tố là bị giả dại thôi nó mới run kiểu như thế. Còn lại thì hiện tượng là trói chân ấy, thì nó mới gọi là do độc tố của E. coli hoặc là nó do cái bệnh liên quan đến thiếu canxi huyết nhé còn run bần bật là đa số là giả dại rồi vậy thì trong cái trường hợp này bạn Lê Anh Tuyết cần phải làm như sau này heo nái các bạn cần phải tiêm giả dại 4 tháng một lần còn lại trong trường hợp mà chạy nhà chúng ta nó bị bội nhiễm quá nặng về bệnh uh, giả dại thì bạn cần phải tiêm cả cái heo thịt nữa tại vì hiện tại bây giờ tôi thấy cái trường hợp mà liên cầu khuẩn nó kết hợp với giả dại nó khá diễn biến nó khá là phổ biến nên là chúng ta cần phải nắm được Uh, nắm được cái thông tin này để chúng ta phòng một cách hiệu quả Ok các bạn uh, có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào lên trên cái live stream này nhé Tôi sẽ trả lời các bạn Còn lại thì 31 anh chị em đang xem live stream của Phạm Xuân Trịnh Thì các bạn uh, có thể chia sẻ cái live stream này ra Hoặc các bạn có thể ấn like, ấn Hoặc đặt bất kỳ câu hỏi nào các bạn muốn nhé uh, Thì ngày mai tôi sẽ có một uh, chuyến công tác Ở trong uh, khu vực uh, Thanh Hóa, Nghệ An Vậy thì nếu mà các bạn uh, ở trong khu vực Thanh Hóa, Nghệ An ấy, Mà bạn đang là đại lý hoặc là đang là trang trại chăn nuôi các bạn có thể kết nối với phạm xuân trịnh nhá để thứ nhất là sử dụng những cái phác đồ tiêu chuẩn của phạm xuân trịnh cái thứ hai bạn đang kinh doanh thuốc thú y bạn có thể kết nối với phạm xuân trịnh để tôi hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể à, kinh doanh một cách thành công và có thể giúp ích được cho nhiều người trong xã hội này hơn à, có nhiều người hỏi nói rằng là bọn à, bán thuốc thú y nó giàu lắm nhưng thực ra thì nó không quan trọng mà ở đây là khi mà bạn bán thuốc thú y ấy, bạn bán được càng nhiều hàng ấy thì có nghĩa là bạn càng giúp được nhiều người mà bạn đã giúp được nhiều người rồi mà bạn không giàu thì giúp làm gì đúng không? Nên là anh em đừng có bất ngờ. Tất cả những người giàu có trong cuộc đời này họ làm bục mặt nó ra đấy. Nên là chúng ta không thể uh, ngồi mà cầu may được nhá. Mọi thứ chúng ta cần phải hành động để làm. Đó ok, cảm ơn uh, chị Chiến Trần xinh tươi. Là dùng chuẩn sản phẩm tốt quá, tiêm cho heo khỏi bệnh và cảm ơn uh, chị Chiến Trần nhá, tại vì thực ra là chị Chiến Trần ấy cũng là một trong những trại trang trại 160 nái ở khu vực uh, uh, khu vực Thanh Thủy, Phú Thọ đấy thì lần trước uh, Xuân Trịnh cũng có lên uh, tham quan cái trại nhà chị Chiến Trần nhá thì có 160 nái nếu mà các bạn uh, muốn mua lợn thịt lợn con hoặc là muốn kết nối cùng với là trang trại chăn uh, nuôi đỉnh cao này thì các bạn có thể liên hệ với nhà chị uh, Chiến Trần nhá. Ok rồi, cảm ơn chị Chiến Trần ạ. Rồi, xin chào uh, Thủy Lê. Rồi, anh uh, Vương Đỗ có hỏi rằng là anh ơi, anh chia sẻ bệnh bại huyết nợn con theo mẹ. Thì trong cái trường hợp bệnh uh, bại huyết nợn con theo mẹ ấy nó gọi là khi mà con heo con ấy mà nó đẻ ra nhé, con heo con mà nó đẻ ra nó có hiện tượng trãi chân, nó có hiện tượng yếu xương ấy thì trường hợp đấy người ta gọi là thiếu canxi huyết hoặc là nó trúng độc tố ecoli. thì cái trường hợp mà bạn nói rằng là bệnh bại huyết ở lợn con thì khả năng tôi nghĩ đến cái bệnh đấy thôi, còn lại thì à, tôi cũng không biết mô tả như thế nào ở bệnh bại huyết cả, chỉ có biết một điều là có rất là nhiều trang trại chăn nuôi ấy, khi mà heo con nó đẻ ra lúc một ngày tuổi nó có hiện tượng trọi chân mà ngồi bệt ấy, thì đấy là trường hợp thiếu canxi huyết thôi chứ còn bại huyết thì chưa nghe chỉ có bại huyết trên vịt trên trên vịt thôi còn trên nậm thì cái thuật ngữ này nó hơi khó giờ ok nhá tiếp theo này à, có một bạn là, bạn thủy lê bạn hỏi là cho em xin này cho em xin phát đồ điều trị sơ cô nhá vậy thì ở đây này khi mà bạn hỏi đến phát đồ điều trị sơ cô ấy thì tôi sẽ quay trở lại cái bệnh sơ cô một chút để cho các bạn à, nắm được cái bệnh sơ cô là nó như thế nào nhá OK, cái bệnh sars cov đấy nó là một trong những bệnh cực kỳ nguy hiểm. Nó tồn tại ở ba thể như sau. Cái thể số 1 đấy là thể viêm da đây, các bạn nhìn thấy, à, các bạn nhìn thấy cái con lợn nó bị viêm da, viêm da đây thì các bạn à, có thể phân biệt à, với các loại viêm da như sau này. Cái thứ nhất ấy là nếu mà ở trong chuồng nhà chúng ta ấy, có hiện tượng là mũi đốt đấy thì nó có hiện tượng viêm da lấm chấm do mũi đốt đúng không? Nhưng mà các bạn hình dung là con lợn thì nếu mà nó mũi nó đã đốt nó đốt cả đàn chứ không phải là đốt một hai con cái trường hợp thứ hai ấy, là cái lốt này này nó có hiện tượng là chóc cái đầu ra, con lợn nó có hiện tượng cọ vào tường thì đấy người ta gọi là à, cọ vào tường nhá, thì người ta gọi là nó bị à, khi con lợn nó cọ vào tường nhá thì nó bị ghẻ, thì chúng ta tiêm thuốc ghẻ. còn trường hợp mà không có mũi, không có ghẻ thì nó là gọi là bị sơ cô. vậy thì trong cái trường hợp mà bị viêm da do sơ cô này thì chúng ta sẽ điều trị như sau này. ở bên công ty thuốc thú y SuperVet ấy nó có một cái sản phẩm là cộng ấy các bạn lấy cái sản phẩm Sepquina Còng các bạn tiêm cho con heo thì sau khoảng tầm 3 mũi tiêm thì cái lốt này sẽ lặn hết nhá cái lốt này sau ba mũi tiêm sẽ lặn hết và các bạn à, sẽ sử dụng cái sản phẩm Vua sát trùng để các bạn phun trực tiếp lên da của nó xung quanh chuồng của nó thì nó sẽ giúp cho con heo nó sẽ hết bị viêm da nhé ngoài ra trong trường hợp mà trong trường hợp mà nó bị viêm da quá nặng à, quá nặng mà trong trường hợp mà con heo của chúng ta nó có độ tuổi độ cân khoảng từ 15 mà toàn khoảng từ 10 cân trở lên này thì chúng ta có thể mua thêm cho tôi cái vaccine sơ cô tiểu đơn vị nhá để chúng ta có thể tiêm cho nó tại vì cái vaccine tiểu đơn vị ấy, nó mới có thể giải quyết được vấn đề khi mà con heo nó đang nhiễm sơ cô chúng ta tiêm nó mới có hiệu quả vậy thì có rất là nhiều người sẽ hỏi xuân trịnh rằng nào anh chị ơi vậy thì bây giờ cái vaccine tiểu đơn vị này cái vaccine như thế nào đó câu hỏi này mới khoai này vaccine tiểu đơn vị là vaccine như nào các bạn tưởng tượng nó là con rắn cặp lìa nó có khúc đen khúc trắng đúng không ạ vậy thì khi mà chế tạo vaccine ấy người ta lấy một khúc của con rắn cặp lìa giống như là cái đoạn mã gen ấy tức là ở con sơ covid nó có rất là nhiều cái siêu khác nhau tuy nhiên trên đấy nó có một cái đoạn gen tên của nó là OR2 nên là tại sao nó gọi là PCV2 đấy là tại vì sơ covid serotip 2 thì các bạn hình dung là vaccine tiểu đơn vị ấy, là người ta chỉ lấy riêng cái cái đoạn gen OR2 của con sơ để người ta chế tạo vaccine thôi thì đấy người ta gọi là vaccine tiểu đơn vị vậy thì trong trường hợp mà con lợn nó bị sơ có virus ấy, thì các bạn mua cho tôi cái vaccine tiểu đơn vị thì hiện tại bây giờ có hai công ty ở trên thị trường Việt Nam có khoảng tầm 8 loại vaccine sơ cô nhé Tôi nhớ không nhầm thì khoảng 8 loại vaccine sơ cô trong đấy có hai loại vaccine sơ cô tiểu đơn vị là cái sơ cô thứ nhất là sơ cô phở lịch à, in gọi là Ingenvac sơ lịch của bên công ty Boringer đây là một trong những loại vaccine tiểu đơn vị cái loại vaccine thứ hai á cái loại vaccine thứ hai nhá là loại vaccine thứ hai là loại vaccine mà À, của bên Hàn Quốc ấy, tên của nó là Circomaster ấy, đây là loại vaccine tiểu đơn vị số 2 vậy thì nếu mà các bạn trong trường hợp mà con lợn của chúng ta nó bị virus rồi thì các bạn có thể mua hai cái loại vaccine đấy nhá một là của Bollinger hai là của bên Hàn Quốc lại là Master còn các loại vaccine khác là vaccine nguyên con thì cái hiệu quả của nó nó chỉ có tác dụng khi mà các bạn tiêm trước khi nó xảy ra bệnh sơ cô rồi còn lại trong trường hợp xảy ra sơ cô thì gần như là chúng ta phải tiêm vaccine tiểu đơn vị rồi cái triệu chứng thứ hai trong bệnh sơ cô ấy là là triệu chứng viêm kẽ phổi thì các bạn biết rằng là tại sao người ta gọi là viêm kẽ phổi tại vì khi mà cái đàn heo nhà chúng ta nó bị ho ấy nó bị ho hen chúng ta sử dụng thuốc kháng sinh chúng ta tiêm hoặc chúng ta trộn thì con heo nó hết ho sau đó thì hết kháng sinh nó lại ho trở lại bình thường thì đấy là trường hợp có thể liệt vào hiện tượng là viêm kẽ phổi thì trong cái trường hợp viêm kẽ phổi này nó có hai nguyên nhân gây viêm kẽ phổi nguyên nhân số 1 đấy là do sơ cô virus nó làm cho cái phổi của nó, nó trở thành vân đá hoa nó gọi là viêm kẽ phổi. Cái loại uh, viêm kẽ phổi thứ hai ấy, là khi mà các bạn sử dụng những cái thuốc sát trùng quá độc quá kinh khủng, nó khiến cho nó viêm đường hô hấp trên, nó khiến cho nó cái hiện tượng viêm kẽ phổi rất là khó chữa bệnh. Vậy thì ở đây này, trong trường hợp mà các bạn muốn phòng bệnh trên đàn vật nuôi, ấy, thì tôi khuyến cáo các bạn sử dụng cho tôi cái vua sát trùng nhá. Sử dụng cái vua sát trùng, tại vì cái thuốc vua sát trùng này ấy, là cái thành phần của nó là laolo silver, tôi mang từ bên dược người sang vua sát trùng tôi mang từ bên dược người sang thì nó có tác dụng là tiêu diệt 260 loại virus, 650 loại vi khuẩn khác nhau cơ. Nên là nó cực kỳ an toàn cho con người và động vật. Các bạn hoàn toàn có thể xem à, chúng tôi vẫn sử dụng uh, vua sát trùng để chúng tôi uh, sát trùng tay chân thậm chí đi phun vua sát trùng không cần phải đeo khẩu trang nhá. Ok anh em Vậy thì trong trường hợp viêm kẽ phổi này ấy thì các bạn cần phải dùng một cái phác đồ đặc biệt tức là trong trường hợp nhé trong trường hợp mà con heo nó bị uh, trường hợp nó ho nó ho mà chữa mãi nó không khỏi ấy, thì các bạn phải sử dụng phác đồ như sau này đầu tiên các bạn lấy cho tôi cái sếp queen a còng của công ty supervet ấy các bạn tiêm một mũi đầu tiên sau đó thì các bạn dùng cái tim mắc cái cái đặc trị xuyên heo ấy tim mắc ấy. các bạn tiêm cho tôi ba mũi liên tục 3 ngày tổng nó bốn mũi thì gần như là nó khỏi hoàn toàn bệnh sơ cô liên quan đến viêm kẽ phổi nhá tuy nhiên ấy, là để mà duy trì cái việc là con heo nó không bị tái phát trở lại mà nó dứt điểm bệnh ấy thì các bạn cần phải sử dụng thêm cho tôi một cái loại kháng sinh nữa nó gọi là kháng sinh đại thực bào. Tại vì tất cả những cái loại uh, bệnh liên quan đến virus ấy, hiện tại bây giờ ấy, chỉ có một là sát trùng thì mới tiêu diệt được. Ví dụ như là lanô bạc sát trùng thì mới tiêu diệt được virus này. Cái thứ hai ấy, là cái kháng sinh đại thực bào thì mới tiêu diệt được virus. Tại sao? Kháng sinh đại thực bào thì nó đi trực tiếp vào đại thực bào trong cơ thể. Mà đại thực bào nó lại là cơ quan bắt giết mầm bệnh nên là bản thân kháng sinh thì không thể tiêu diệt được virus. Tuy nhiên là đại thực bào trong cơ thể thì lại tiêu diệt được virus vậy thì kháng sinh đại thực bào là có nghĩa là tôi cung cấp trang bị thêm cho đại thực bào cái kháng sinh để giúp cho nó có thể tiêu diệt mầm bệnh chỉ thế thôi hiểu đơn giản như vậy thôi vậy thì nếu mà các bạn trong trường hợp mà đàn heo chúng ta ho mà các bạn chữa mãi không khỏi thì các bạn có thể sử dụng cái phác đồ của phạm xuân trịnh nhá là chúng ta sẽ sử dụng uh, Queen. chúng ta tiêm một mũi đầu tiên để diệt bớt mầm bệnh đi sau đó chúng ta dùng đặc trị uh, uh, xuyễn heo là Timax thành phần của nó là timicosin 20 các bạn tiêm cho con heo thì gần như là sẽ loại bỏ hoàn toàn các mầm bệnh liên quan đến viêm kẽ phổi ở trên đợt nhất là bị sơ virus ở à, tiếp tục này cái trường hợp thứ ba của bệnh sơ virus nó gọi là bệnh nó gọi làm cho cái lách của nó nhồi huyết thì các bạn tưởng tượng là cái lách của con lợn bị dịch tả nó bị răng cưa đó con lách bình thường là nó bình thường còn cái lách của con dịch tả châu phi ấy, thì nó sờ vào phát nó mùn nó rách giống như là kiểu như là bị bị bị, bị hoại tử ấy đó nhưng mà riêng con sơ cô này ấy, thì cái lách của nó nó trồi lên như là quả lúi như này thì nó gọi là nhồi huyết đúng không? Vậy chúng ta cần phải phân biệt mỗi một à, ca bệnh khác nhau, mỗi một mầm bệnh khác nhau thì cái đích tác động của nó khác nhau nên là chúng ta cần phải biết rằng là cái đích đến của từng loại bệnh nó khác nhau. Riêng bệnh sơ cô virus nó gọi là phức hợp hô hấp, nó gây nên rất là nhiều cái triệu chứng khác nhau ở trên đàn heo của chúng ta khiến cho chúng ta cảm thấy bị hoảng loạn và thậm chí còn sợ không dám chăn nuôi heo nữa. Vậy thì à, các bạn à, có thể à, để ý cho tôi rằng là nếu mà các bạn cần sự trợ giúp của phạm xuân trịnh ấy thì các bạn có thể gọi điện này các bạn nhìn thấy không ở đây có số điện thoại của tôi này các bạn nhìn đây số điện thoại của xuân trịnh là 0977809555 này các bạn có thể gọi điện cho tôi bất kỳ lúc nào cũng được tại vì nếu mà xuân trịnh bận quá không nghe được thì có trợ lý của tôi nghe tại vì tôi có ba cô trợ lý gần nên thoải mái các cứ gọi đi không thấy nếu mà bận thì tôi gọi lại cho còn lại mà tôi không nghe thì trợ lý của tôi nghe thì sau đấy thì trợ lý báo lại tôi gọi lại cho anh em nhé quan trọng nhất ấy là Phạm Xuân Trịnh muốn rằng là tôi sẽ bảo vệ được đàn vật nuôi nhà các bạn nên là các bạn là nếu mà các bạn sẵn sàng chơi với Phạm Xuân Trịnh kết nối cùng với Phạm Xuân Trịnh thì tôi kết nối tôi giúp đỡ đồng hành của các bạn tại vì các bạn là thần tài của tôi mà tôi là thần tài của các bạn mà chúng ta đến với nhau không phải xin tôi đâu các bạn không cần phải xin Xuân Trịnh nha mua thuốc thì trả tiền còn tư vấn tư vấn à, tư vấn thì miễn phí <laughs> Được không với Phạm Xuân Trịnh nha mua thuốc của tôi thì trả tiền còn tư vấn thì miễn phí hoàn toàn ông cứ gọi thoải mái thôi lúc nào tôi rỗi tôi sẽ trả lời còn tôi bận quá thì tôi sẽ gọi lại được không được không chơi thế cho nó phiêu tại vì sao tại vì ở trên mạng internet ấy hiện tại bây giờ có quá nhiều bác sĩ Thuy và ở vùng các bạn cũng có quá nhiều bác sĩ Thuy. nhưng mà các bạn muốn phạm xuân trịnh phục vụ các bạn muốn giao đi tiếp chơi cùng với phạm xuân trịnh thì cứ thế mà gọi thôi sợ đi. đúng không chả vì gì phải sợ cả cứ thế mà chiến thôi các bạn nhìn thấy tôi có khó tính quá không một công thì sợ thì cứ bốc máy lên mà gọi thì gì <laughs> <laughs> các ông mang tiền đến cho tôi lại. tôi là công là thần tài của tôi lại. tôi là thần tài của các ông vậy thì cái việc của chúng ta ở đây là có số điện thoại rồi cứ bốc lên một gọi anh em nào ngại nói chuyện với phạm xuân trịnh quá không biết làm sao thì nhắn tin zalo đúng không zalo của tôi thì không kết bạn được tại vì nó đầy bộ nhớ rồi nhưng mà nhắn tin thì tôi nhận được thì cứ thế mới chiến thôi đấy thì bây giờ có 34 anh em đang xem livestream của phạm xuân trịnh này thì số điện thoại của tôi là 0977 809555 809 555. tí nữa công mỗi người nhắn ra một cái tin chào xuân trịnh ai cho nó phiêu được không chào phát xong rồi tôi chào lại nếu mà nhá các ông như thế này này khi các ông nhắn tin zalo cho tôi ấy, mà tôi chào các ông có nghĩa là tôi chào lại thì câu hỏi cái gì cũng được kể cả hỏi về việc là anh ơi làm thế nào hôm nay vợ em giận em không cho em về tôi cũng trả lời cho được không <laughs> chơi thế nó mới nó mới nó mới sướng đúng không tại vì thực ra là các bạn biết đến phạm xuân trịnh ấy không phải là chỉ có tôi ngồi trên mạng internet đâu ngoài cái việc tôi là một bác sĩ thú y 14 năm kinh nghiệm ra thì hiện tại bây giờ phạm xuân trịnh còn là một nhà đào tạo kinh doanh và phát triển con người mà nên là đương nhiên công bị vợ giận tôi biết ngay nguyên nhân do gì mà à, anh em mà có cãi nhau với vợ tôi biết thường nguyên nhân là gì nên tôi hướng dẫn cho cách mà xử lý còn đương nhiên là các bệnh trên lợn thì tôi là một trong những chuyên gia 14 năm kinh nghiệm mà tôi mà không chữa được thì chỉ có gấp sách thôi chứ sợ gì đúng không nên là chửi cũng được quát cũng được làm gì cũng được cứ lên hỏi bừa nó đi có mất phí đâu mà không phải lo có nhiều rất là nhiều anh em sợ có thể sợ tôi khó tính này sợ tôi uh, gọi là kiêu kỳ này sợ tôi là kiến thức không đủ này hoặc là sợ gì thì có dám hỏi bây giờ đâu <laughs> cứ hỏi thì xem tôi cứ trả lời đúng không được không ok nhá vậy thì tôi nói tiếp này trong cái trường hợp mà con heo nó bị nhồi huyết như thế này thì thực ra là rất là khó để điều trị nên là nhồi huyết thì tôi chịu không chịu được tiếp tục này cái triệu chứng tiếp theo của bệnh sơ virus là nó có hiện tượng là còi cọc chậm lớn các bạn tưởng tượng là khi chúng ta có 10 con heo ấy đẻ ra nó bằng nhau cũng cơm bưng nước rót cũng chải đầu cũng cho nó ăn như thế mà tại sao có những con 60 cân có những con lại có 4 50 cân đó. thì đấy là người tôi gọi là coi cọc chậm lớn do sơ cơ virus thì trong cái trường hợp này anh chị em có thể sử dụng một số cái biện pháp là ra tăng cờ đầu tiên là mình sẽ điều trị bệnh của nó đi sau đó thì mình tăng cường sức khỏe cho ăn uh, siêu tăng trọng của bên công ty SuperVet vào rồi là tiêm thuốc bổ vào là con tự nhiên con heo nó, nó béo ngay mà đâu còn không được thì gọi tôi số điện thoại của Phạm Xuân Trịnh là 0977 809 555 cứ thế mà gọi mà chiến thôi Ok nhá Vậy thì à với cái câu hỏi trên là tôi đã trả lời câu hỏi sơ cô virus rồi nhá anh em hình dung ở à nuôi trên lợn đấy thì đàn nhà nào nuôi lợn cũng đều bị nhiễm sơ virus hết không bao giờ có chuyện là sạch đâu nên là anh em yên tâm là chúng ta cần phải tiêm đầy đủ vaccine bây giờ trong cái trường hợp mà áp lực dịch bệnh dịch tả châu Phi nó đang rất là mạnh như này nếu mà anh em lơ là thì phải trả giá thôi đúng không thì chúng ta việc đầu tiên về vệ sinh chăm sóc dùng thuốc sát trùng phun định kỳ thường xuyên để tiêu diệt mầm bệnh cái thứ hai là tiêm đầy đủ các loại vaccine để giúp cho vật nuôi chống lại những mầm bệnh kế phát và thứ ba là sử dụng kháng sinh để giảm áp lực mầm bệnh. Cứ thế với chiến thôi, nó thành công rồi. Ok, cho chàng pháo tay vì thành công nào, cho chàng pháo tay thành công nhá. Vậy thì tí nữa anh chị em biết số điện thoại Zalo của tôi rồi, tí nữa mỗi ông chào tôi phát ở trên Zalo này, sau tôi nhắn tin cho, cho nó sướng được không? Rồi nhá tiếp tục nhá Sơ cô rồi, bây giờ đến anh Đỗ Đoàn sĩ này. Lợn con nhà em 14 ngày tuổi tiêm Enzo không khỏi giúp em với Có nghĩa là câu hỏi là lợn con nhà em 14 ngày tuổi là tiêm Enzo không khỏi giúp em với Thì không biết nó bị cái bệnh gì À lợn 14 ngày đi phân vàng tiêm Enzo không khỏi đó Thế thì bây giờ cái cách điều trị như sau trong cái trường hợp mà lợn 14 ngày mà bị phân vàng này Thì các bạn hình dung là phân vàng ở trên lợn ấy nó có thể do hai nguyên nhân Số 1 là có thể do bệnh Clostridium perfection nó ỉa ra phân vàng nhưng là nó lại có lẫn bọt đâu nó lẫn bọt ở trong cái đống phân đấy thì người ta gọi là Clostridium perfection cái loại thứ hai là phân vàng sền sệt thì cái đấy nó có thể bị E. coli hoặc là nó bị bị Balantidium đâu nó do nguồn nước vậy thì anh em sẽ làm như sau này đầu tiên đấy là anh em lấy cho tôi cái vua sát trùng ấy anh em phun uh, trực tiếp lên người con lợn nhá lấy vua sát trùng phun trực tiếp lên người con lợn phun trực tiếp quanh chuồng pha lướt cho con lợn con nó uống thậm chí xịt vào mồm được để tiêu diệt con Balantidum ở trong uh, đường ruột đi. À, tiếp theo này, bạn lấy cho tôi cái Enro ấy, bạn sẽ làm như sau này. Trong trường hợp một con heo lúc 14 ngày tuổi ấy, thì chúng ta có thể tiêm được rồi. Tuy nhiên các bạn cần phải nhớ cho tôi rằng nào nếu mà cái đàn heo nhà chúng ta mà nó bị quá 50% thì chúng ta lấy cái Enro chúng ta nhỏ vào miệng con lợn hoặc là tiêm thôi nhỏ đây. Lấy Enro Floracin chúng ta nhỏ vào miệng con lợn. Mỗi con một c sau đó thì chúng ta lấy enrofloxacin chúng ta tiêm cho con heo lái nữa kết hợp với việc sử dụng vua sa trùng là gần như điều trị hoàn toàn trong trường hợp ấy mà con heo con mà nó chỉ bị nát đác một hai con thôi thì các bạn có thể dùng cái sản phẩm tên của nó là lancospec kết hợp với là cái sunfa chimetong hai cái đấy pha lại nhau mà tiêm thì gần như nó hiệu quả hoàn toàn nhá đấy thì mai ấy anh đỗ đoàn sĩ ấy, nếu mà anh có biết số Zalo của Phạm Xuân Trịnh ấy là 0977 80955 ấy thì mai anh chụp ảnh đống phân lợn anh gửi qua nhá. Em xem cho xem là phân lợn nó bị cái gì xong em chỉ cho. Tại vì thực ra là bộ môn cứt học ấy nó gồm rất là nhiều cái loại phân khác nhau ấy. Ví dụ như bệnh PID nó khác này, bệnh uh, cầu trùng nó khác này, bệnh E.coli uh, uh, nó khác này, bệnh Baлантиdeum nó khác này. Rồi là bệnh E bệnh tiêu chảy nó khác, nó có rất là nhiều loại khác nhau nên là tốt hơn hết ấy. Là nếu mà các bạn muốn Phạm xuân Trịnh ấy, chuẩn đoán kê nó bốc thuốc cho ấy Thì các ông cứ chụp ảnh đúng phân ấy Ông gửi vào Zalo tôi tôi trả lời cho Sợ gì đúng không? Chỉ còn bây giờ mình đang hỏi như thế thì tôi đoán ấy, Màu vàng nó có bao nhiêu loại màu vàng như đâu phải là mỗi một loại màu vàng đâu Nó có hàng tỷ thứ bệnh màu vàng Nên là tốt nhất ấy, là lấy cái máy điện thoại ấy, Chụp mà ở chế độ cam thường thôi nhá Đừng có chơi huta cam huta keo Làm sao mà biết được huta cam huta keo nhìn làm sao được chơi cam bình thường thôi chụp ảnh gửi qua cho tôi tôi sẽ chuẩn đoán cho nhá ok cảm ơn anh đỗ đoàn sĩ nhá mai chụp ảnh đúng phân gửi qua xuân trịnh xem cho rồi ok là anh phương đông đại lý nè em sắp xong trại hy vọng được anh ghé thăm ok cảm ơn anh phương đông đại lý nhá nếu mà là đại lý uh, phương đông ấy mà ở trong khu vực là thanh hóa nghệ an hà tĩnh chẳng hạn đấy thì các bạn uh, có thể nhắn tin kết nối với phạm xuân trịnh nhá tôi sẽ ghé thăm các bạn để thứ nhất ấy là chúng ta có thể làm bạn với nhau cái thứ hai ấy là xuân trịnh có thể à, tư vấn cho các bạn một vài cái chiến lược để phát triển kinh doanh, phát triển bản thân và để giúp ích được cho xã hội nhiều hơn. nên là lúc nãy có một cô học trò của tôi, cô hỏi tôi rằng là thái ơi, thế thì bây giờ là hiện tại bây giờ ấy, à, ở trên à, thị trường ấy, có quá nhiều những người nổi tiếng, có quá nhiều những giáo sư tiến sĩ. vậy thì bọn em là à, những người đi sau làm sao để à, có thể cạnh tranh được sân chơi, có thể à, à, có thể gọi là cạnh tranh được sân chơi hoặc cạnh tranh được với là À công việc của các thầy thì xin thưa với toàn thể quý anh chị em như này này giáo sư tiến sĩ thì cũng phải kiếm cơm đâu ai chẳng phải kiếm cơm vậy thì quan trọng nhất là các bạn làm thôi làm để kiếm cơm như thế thôi hiểu đơn giản như như thế thì đúng không chúng ta là cá nhỏ thì gọi là gì nhỉ người ta gọi là thuyền nhỏ thì bắt cá nhỏ thuyền to thì bắt cá to thì giáo sư tiến sĩ thì cũng phải kiếm cơm nhé đi làm thuê bỏ mẹ đi làm gì có chuyện ngồi chơi mà có có cơm sơi ai có đúng không nên là chúng ta cứ đi làm thôi còn nếu mà các bạn muốn cạnh tranh sòng phẳng với những người đi trước ví dụ như tôi chẳng hạn thì chúng ta hãy trở thành những người có giá trị, hãy trở thành những người trao giá trị lớn nhất trên thị trường là các bạn chiến thắng thôi. Còn nếu mà các bạn sợ quá thì các bạn kết nối với tôi, thì tôi sẽ dẫn dắt các bạn để các bạn đến với đỉnh cao hơn thì thế thôi. Chứ còn lại thì giáo sư, tiến sĩ hay thạc sĩ đấy là việc của họ, không quan trọng. Không? Chúng ta là nông dân thì chơi theo kiểu nông dân ấy. <laughs> chúng ta là là gì nhỉ? bác sĩ thú y thì chơi theo kiểu bác sĩ thú y. Việc gì phải chơi theo kiểu bố đời như thế không quan trọng đâu tất cả mọi người đều mong muốn rằng là chúng ta trao giá trị này chúng ta kiếm được tiền để chúng ta cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp vậy thì ông nào muốn kiếm tiền thì theo tôi còn ông nào mà muốn đi đánh nhau thì sang bên Iraq sang bên Nga đúng không? ở Việt Nam ừ. chúng tôi không đánh nhau ở Việt Nam chỉ có làm thì mới có ăn thôi còn không làm ấy thì chỉ có ăn đồng bằng ăn cát đấy không <laughs> anh em hình dung đâu <laughs> nếu mà hình dung là được thì... thì comment vào đây chữ tôi đây anh em ngồi xem ấy mà không động não ấy, không động chân tay nhiều khi não của mình nó đơ đúng không? comment bừa nên viết cái gì cũng được? tí nữa mỗi ông nhắn cho tôi một cái tin lên zalo nhá. chào uh, anh chị, chào bác sĩ trịnh, chào thầy trịnh được hoặc chào thằng trịnh cũng được. chào gì cũng được. biết là công chào là tôi sẽ chào lại, Được không? lên nào. nếu mà bạn học trò của tôi lúc nãy hỏi ấy, nó làm thế nào để cạnh tranh được với những giáo sư tiến sĩ ấy? thì việc giáo sư tiến sĩ thì kệ họ, việc của họ làm việc của mình, mình làm, cuối cùng nó đi làm để kiếm tiền mà, để nó sao cho cuộc sống của mình nó tốt đẹp nên là họ là chức cao vọng trọng thì họ kiếm 50 triệu còn mình thì dân đen giống như tôi bác thú thì mỗi một tháng thì kiếm 10 triệu thôi cũng được à, nước giếng không phạm được sồng kệ họ thôi <laughs> quan tâm gì đến họ quan tâm đến việc của mình thôi chỉ có làm thì mới có ăn còn không làm thì ăn đồng bằng ăn cát còn nếu mà sợ quá tôi bảo rồi thì theo phạm xuân trịnh này thuộc về đồng đội của tôi thuộc đội nhóm của tôi thì tôi sẽ dẫn dắt để cho các bạn giỏi hơn còn tôi thì tôi chẳng sợ bố con thằng nào hết làm thật ăn thật chẳng phải gì vì sợ ngay cả việc lên mạng đây này ngày xưa lên mạng đầy thằng ném đá nhưng mà bọn nó có làm qué đâu mà ném đá các ông phải có trải nghiệm giống như tôi ấy. trải nghiệm thực chiến về chuẩn đoán kênh bốc thuốc này thậm chí ngồi trên mạng internet nói cả giờ như thế này mà chả cần tài liệu thì cũng phải có trải nghiệm cái gì thì có trải nghiệm đúng không nên ông nào mà sợ quá hoại quá thì cứ đi cùng với đội nhóm của tôi tôi sẽ giúp cho các ông thứ nhất là phát triển bản thân này thứ hai là có kiến thức về kinh doanh này thứ ba là có kiến thức về thú y tôi nói thật với anh chị em nhé, không phải nói kiều này. nếu mà giả sử như giờ nhá có thằng nào ấy ở trên xã hội này mà vỗ ngực nói rằng kỹ thuật nó giỏi ấy công cứ bảo đến gặp tôi ấy, đi chữa thi với tôi xem có giữ được không Ôi giỏi giỏi ừ. là cái gì giỏi là cái gì giỏi ông cứ chưa được khỏi lợn ông giỏi chứ còn ông cứ bảo ông giỏi thì ông thử ra đây mà đọ <laughs> nhưng tôi không đọ tại vì thực ra là trải nghiệm ấy ông nào càng nhiều càng giỏi thế thôi chứ còn lại bảo giỏi giỏi đem gì giỏi nó 100 điểm hay là ba điểm lông dân ấy mới là người giỏi tại sao tại vì họ chưa được lợn còn lại có rất là nhiều ông đi bán thuốc thú y thì cứ vào đại lý Xong suốt ngày là rở ra rằng là bệnh uh, này bị nọ bên kia nói thật là đại lý họ giỏi gấp 10 lần không chạy họ giỏi gấp 20 lần không nên là bản thân phạm xuân trịnh tôi cũng chẳng bao giờ dám vỗ ngực rằng là mình có kỹ thuật giỏi giỏi đến là gì cứ chưa được lợn chưa được gà chưa khỏi bệnh thì nói cái gì cũng đúng chứ còn lại nếu nha mà chưa không đúng ấy kể cả bố tiến sĩ cũng bị chửi chứ đừng nói tiến sĩ <laughs> nên là hơi kệ nhá không liên quan tại vì nước giếng không phạm nước sông mà đây tôi dùng ngôn từ thật dân dã nên tôi chả phải sợ ai cả tôi làm thật làm thật tôi phải sợ Được, việc chúng ta chúng ta làm này cuộc sống của chúng ta chúng ta phải lo chúng ta thôi đừng có lo cho thiên hạ sợ gì công có bao giờ công đã đi máy bay chưa khi đi máy bay nhá khi mà chúng ta đi máy bay ấy, thì chuẩn bị máy bay nó cất cánh ấy, thì có một cái cô có đọc này hành khách chú ý khi máy bay gặp sự cố việc đầu tiên là phải treo mặt nạ dưỡng khí cho thằng mình trước sang hãng treo cho thằng đi bên cạnh thì có nghĩa là họ muốn nói gì họ muốn nói rằng đầu tiên ấy là mình phải lo no cho cuộc sống của thằng mình trước nó phải khỏe mạnh đã hãng đi giúp cho thằng hàng xóm còn bây giờ mình chưa khỏe mình đã đi giúp được ai chưa giúp được mình đã tắt thở rồi lại to tí te đấy <laughs> là nhá nên là anh em đừng có sợ cái việc là bên cạnh có thằng nào không quan trọng việc của mình mình làm mình cứ làm đúng đạo đức của pháp luật đúng tôn chỉ cứ thế mới chiến thôi còn thằng nào làm sai thì nó phải trả giá hết còn nếu mà mình làm sai thì mình nhận trách nhiệm được không anh em được không? Như thế được không? Nếu mà thấy vui thì comment vào đây Xong là chia sẻ cái live stream này ra cho nhiều người xem phát để Tôi chỉ live đến khoảng một tiếng rồi tôi nghỉ Ngày hôm nay đi Oanh tạc đi khắp mọi lời đi chơi vui rồi Tối về làm tiếng live stream để hiện diện trước mặt anh em thế này. Không nên như anh em quên mất tôi sao Ok nhá Rồi cảm ơn bạn Phương Đông Đại Lý nhá Rồi tiếp tục anh Khánh Phalo này anh hỏi là Anh cho em xin phát đồ điều trị liên cầu khuẩn ở lợn thì bây giờ cái bệnh liên cầu khuẩn ở lợn nên nó có hai loại một loại là tức là có hai loại bệnh ở liên cầu khuẩn ở trên lợn một là bệnh staphylococcus thứ hai là bệnh streptococcus nó được liệt vào liên cầu khuẩn vậy thì tôi chiếu cho anh em xem này thứ nhất này là cái bệnh staphylococcus là lúc nãy tôi nói đấy là viêm da tiết dịch nó do con vi khuẩn staphylococcus nó gây ra nên nó có hiện tượng là con lợn chúng ta nó khoác áo tơi thì đấy người ta gọi là liên cầu khuẩn dạng staphylococcus cái loại thứ hai ấy là cái loại liên cầu khuẩn do Streptococcus ấy. Các bạn nhìn thấy con lợn này nó nó đẻ sao nó rật, nó giật, nó rung nó rầm 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 như động kinh ấy, ừ. không? Đây người ra con lợn nó chết nó có hiện tượng lồi mắt này, thở gấp này, không? Ừ. Phổi của nó nó có hiện tượng là lấm chấm này, lao của nó có hiện tượng là xuất huyết viêm bằng não này, không? Ừ. Vậy thì cái con lợn này này tại sao mà nó lại có hiện tượng lồi mắt mà nó lại có hiện tượng là chết đột tử. Vậy thì anh em để ý này, khi mà cái con liên cầu khuẩn ấy nó tấn công vào nó có tác dụng hướng thần kinh nó làm cho viêm màng não này cái thứ hai ấy, là khi mà viêm màng não nó làm cho mất kiểm soát thần kinh khiến cho con lợn của chúng ta nó co giật nó run rẩy khiến cho cái con lợn này nó bị sưng hầu này đây là cái hầu là chỗ cái cổ này đây là chỗ này nó bị sưng lên hai cái hầu này nó đè nó không thở được thế là nó chết nó thiếu oxy đó nó... nhìn trông như là giả dại đúng không nên anh em nhớ rằng là với bệnh niên cầu khuẩn hay là bệnh staphylococcus thì chúng ta đều sử dụng phác đồ như nhau Tuy nhiên các bạn cần phải nhớ cho tôi là trong trường hợp ấy, mà nó bị liên cầu khuẩn hoặc nó bị sida phenococcus ấy thì nó làm cho cái mạch máu nó căng rất là mạnh. Vậy thì việc đầu tiên chữa liên cầu khuẩn hay là chữa staphylococcus hoặc chữa con lợn nó co giật ấy thì việc đầu tiên các bạn cần phải chặt đuôi nhá, chặt đuôi để giảm áp lực máu hoặc là cách một là chặt đuôi để giảm áp lực máu, cách thứ hai là cắt tai để cho máu nó chảy ra để cho cái mạch máu nó khỏi căng thì không mới chữa được. Còn nếu mà công cứ để và con lợn nó căng mạch máu như thế thì chưa tiêm nó đã chết tại sao tại vì mình bắt nó bị xịt chết nó căng thẳng hơn Rồi nó hô hấp mạnh hơn thì nó chết chứ nếu mà con lợn đấy mà mình chỉ bọn đứa xong mình nếu mình tiêm thì nó sống như đây công bắt nó càng dãy dụa nhiều thì tuần hoàn nó càng co bóp mạnh mà khi co bóp mạnh thì nó làm cho mạch máu nó giãn cơ lên giống như người cao huyết áp thì nó càng nhanh chết thế thôi chứ không phải là liên cầu khuẩn tiêm là nó chết lợn nó chết là sao đấy anh em hình dung chưa hình dung rồi thì comment với tôi cái comment vào đấy cái để anh em nhìn thấy nhau cái cứ ngồi xem không trái bảo gì đấy. là thế nào nhỉ hay là tôi nói không hay thì thôi nha tôi tắt livestream tôi đi uh, chơi nhá dạ, ok tiếp tục nha à, tiếp tục nhá vậy thì anh em hỏi cái gì thì hỏi đi nhá thì trong cái trường hợp mà phát đồ điều trị niên cầu khuẩn nó chiến lợi đấy thì tí nữa công nhắn vào trong cho, cho số tôi nhá này à. số của tôi là 0977 này công nhìn ạ không mười năm kinh nghiệm này không chín bảy bảy tám không chín năm năm này đấy công nhắn số zalo tôi tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để chữa bệnh liên cầu khuẩn trên lợn này ở đây tôi chỉ nói triệu chứng thôi tôi không nói cách chữa nữa tại vì nói xong công này bảo tôi bán hàng tôi kệ công công thích mua ở đâu mua ông nào thích mua của tôi tí nhắn tin riêng tôi bán hàng cho được không đấy là công tự mua nha tôi không bán đâu nhá công này bảo là ông trịnh cũng cái livestream muốn bán hàng tôi <laughs> bây giờ tôi cái livestream tôi không bán hàng nữa. tôi chỉ nói với công triệu chứng bệnh tích thôi còn lại muốn mua hàng thì nhắn tin vào mà mua Khi các ông nhắn tin cho tôi ấy, thì tôi mới biết các ông cần mua thì tôi mới nói chứ bây giờ nếu mà Ngồi livestream ở đây mà đi nói phát đồ đi bán hàng ra mấy ông Ông không muốn mua hàng ông lại chửi tôi ông bảo ông trịnh Cứ đi livestream để bán hàng buồn cười Bây giờ tôi đang trao giá trị thì tôi còn bán hàng đâu mà bán hàng Ok nhá Tiếp tục này Vậy thì tiếp tục cái câu chuyện <laughs> uh, Câu chuyện ngày hôm nay <laughs> Vậy thì bây giờ nhá để mà điều trị bệnh niên cầu khuẩn với bệnh Staphylococcus tức là bệnh niên cầu khuẩn do Stafino cúc cút đấy vì là do step gây ra thì anh em nhắn tin là zalo tôi tí tôi trả lời tôi cho phát đồ và chữa nha còn lại hôm trước qua ấy, lại có một ông học trò tôi cũng hỏi rằng thấy ơi hôm qua em nói rằng nào xin chào toàn thể quý anh chị em tôi là phạm minh chiến có nhiều năm kinh nghiệm điều trị bệnh vật nuôi tức là nó có 5 năm kinh nghiệm điều trị bệnh vật nuôi thế xong nào em vừa đang lên một phát thì mấy thằng nó vào nó chửi nó bảo đâu làm sao mày mới có 30 tuổi đầu mẹ lại có 5 năm kinh nghiệm điều trị bệnh vật nuôi Xin thưa với toàn thể anh em nhé Là Phạm Xuân Trịnh Không phải là tôi có 14 năm kinh nghiệm đâu Thực ra là tôi có 64 năm kinh nghiệm đấy Các ông ấy hình dung đâu Tại sao lại gọi là 64 năm Tại vì thứ nhất ấy, là tôi có mấy ông thầy Quên ông nói ông thầy ông giữ chết Nhưng mà gọi là có mấy thầy Thầy của tôi ấy, có Năm nay 70 tuổi 75 tuổi rồi Bắt đầu thầy đi làm từ năm 25 tuổi Bây giờ 75 tuổi rồi Tức là thầy có 55 kinh nghiệm Thế bây giờ tôi học được kinh nghiệm của thầy tôi là được 50 năm rồi Công lực 50 năm rồi Cộng với 14 năm trải nghiệm của tôi Vậy thì mai tôi sẽ nói rằng là Xin chào toàn thể quý anh chị em Tôi là Phạm Xuân Trích Có 65 năm, à 64 năm kinh nghiệm Thì các ông đừng có chửi tôi nhá Tại vì sao? Tại vì võ công thầy tôi truyền cho tôi 50 năm Cộng với tôi trực tiếp trải nghiệm 14 năm nữa Vậy nên tôi có công lực 64 năm Nên là nó chẳng có cái gì sai ở đây cả Nó chỉ có đúng và đúng hơn thôi Nên anh em lên mạng xem ấy, Quan trọng là kết quả các ông xem phác đồ của tôi các ông xem công thức của tôi mà điều trị khỏi thì công vỗ vỗ tay cổ vũ còn nếu mà tôi điều trị không khỏi thì ông bảo vô thằng nói phép thằng ông công đi chỗ khác thế là xong đúng không chúng ta không liên quan đến nhau nữa là xong tại vì thực ra là nói thật đấy nếu mà đã liên quan đến đi điều trị bệnh vật nuôi nhá đi bệnh viện đấy người còn chết ấy, chứ đừng nói là lợn nên là tôi cố gắng dùng hết cái kiến thức trải nghiệm 64 năm của tôi để chữa lợn gà trâu, bò dê cừu mà nó không khỏi nữa thì có nghĩa là trình độ của tôi rốt cái thứ hai ấy là nếu anh em chữa được khỏi thì phải giới thiệu tôi với đi để tôi đi bái sư học đạo chứ chứ bây giờ ai chẳng đi muốn các bạn muốn cứu vật nuôi của bạn tôi còn muốn cứu hơn tại vì đấy là tài sản của các bạn tôi là người đi chữa tôi phải chữa cho nó khỏi nhưng mà chữa nó không khỏi thì có nghĩa là một là trình độ của tôi lon hai là bệnh nó quá nguy hiểm rồi không chữa được nữa nếu mà chữa được hết thì người sống hết đầy ông đi bệnh viện này lên bệnh viện trả về tò tí tẻ đầy đâu nên thôi kệ đi Ok nhá. Tiếp tục này. Tiếp tục nhá. Nói lan man nhiều quá công để cho công sốc lại tí gọi là sợ, sốc lại tí tinh thần thôi. Thì chúng ta phải tập trung vào uh, livestream những nói lan man mai công lại chửi tôi lan man. Rồi ok, tiếp tục này. Có một bạn uh, có một bạn uh, Đỗ Đoàn sĩ bạn hỏi đang là Bao nhiêu tiền vua sát trùng anh ơi? Thì một lít vua sát trùng ấy trị giá 285.000đ nhá mua 3 lít thì miễn ship code còn mua 1 lít thì ship code trả tiền ship code gửi tiền toàn quốc à, gửi hàng toàn quốc tiếp tục bạn là Ngô Anh Tuyết là anh cho biết thông tin về vaccine dịch tả châu Phi hiện tại bây giờ chưa có một thông tin nào chính thống về việc được bán vaccine dịch tả châu Phi Tuy nhiên ấy có một số loại vaccine được đưa từ nước ngoài về có một số loại vaccine lộn từ trại ra nhưng mà quan trọng nhất tôi theo quan điểm của tôi ấy, kiếm được thì cứ tiêm còn lại không kiếm được thì thôi Ờ, kiếm được thì cứ tiêm vô thưởng vô phạt rồi ok xin chào anh uh, Nguyễn uh, Trọng Tâm nhá rồi trả lời rồi bác sĩ ơi Việt Nam đã có vaccine dịch tả châu phi chưa mua ở đâu vậy vừa trả lời rồi nhá hiện tại bây giờ chưa có thông tin chính thống nào về việc bán vaccine dịch tả châu phi nên anh em uh, yên tâm nhá lúc nào có thì tôi sẽ thông báo rồi tiếp tục này bạn nghiêm hùng hỏi là bác sĩ ơi lợn con tiêm vaccine serovarlic và mycovarlic trước hay tai xanh vậy ạ à? Câu hỏi này rất là hay này Bây giờ nhá Để mà trả lời cái câu hỏi đỉnh cao Của cái anh Nghiêm Hùng này Anh hỏi này Bác sĩ cho em hỏi là tiêm sơ cô Michael trước hay là tai xanh trước <laughs> Câu hỏi này khá là hay Và tôi khẳng định nhá Câu hỏi này chỉ có những hàng Cao thủ mới trả lời được thôi Còn lại hàng thấp thủ không trả lời được đâu Rồi bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi Của anh Nghiêm Hùng như sau nhá Thứ nhất ấy, là trong tất cả các loại vaccine Liên quan đến virus hoặc vi khuẩn ấy, Thì thông thường nó sẽ có thời gian đáp ứng miễn dịch là từ 5 đến tức là từ 1 tuần đến 2 tuần nó sẽ đáp ứng miễn dịch. Ví dụ như trong trường hợp các bạn bị dịch tả cổ điển, các bạn đem vaccine dịch tả cổ điển và các bạn tiêm phát ăn ngay, lập tức tức là nó có miễn dịch ngay. Tuy nhiên ấy, cái vaccine tay tai xanh ấy sau khi tiêm phải 28 ngày nó mới sinh miễn dịch. Vậy thì tôi giả sử các bạn tiêm vaccine tay tai xanh lúc 21 ngày. Vậy thì 21 cộng hai là 28 bằng 49. Có nghĩa là con heo 49 ngày nó mới sinh miễn dịch vậy thì trong cái đoạn 49 ngày ấy, nếu mà nó bị tai xanh nó tấn công vào thì chỉ có xe rùa Ồ, hình như vậy. vậy thì ở đây này sơ cô với là Michael với là tai xanh thì tiêm cái nào trước theo như khuyến cáo của Bollinger thì cách tiêm tốt nhất ấy là chúng ta sẽ tiêm cho tai xanh lúc khoảng từ 10 đến 14 ngày tuổi để khi mà chúng ta tiêm 10 ngày tuổi thì 38 ngày tuổi nó sẽ sinh miễn dịch hình như vậy vậy thì chúng ta tiêm tai xanh càng sớm thì càng tốt tuy nhiên ở trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại vaccine tay xanh nhưng không phải vaccine tay xanh nào cũng có thể điều có thể tiêm sớm được nên các bạn cần phải chú ý cái thương hiệu với cái nhãn hiệu chúng ta mua nếu mà các bạn mua của boringer thì các bạn à, có thể tiêm lúc giai đoạn sớm còn nếu mà các bạn mua của các hãng khác ví dụ như của nội địa chúng ta thì chúng ta lên tiêm muộn tại vì cái chất bổ trợ của nó nghe chừng là nó không được bằng mấy ông châu âu tôi chỉ biết thế thôi còn lại thì thực ra tôi cũng đã trải nghiệm tiêm trọng rất là nhiều rồi nhưng mà tuy nhiên ý, để mà nó có đạt hiệu quả cao ấy, thì chúng ta cần phải quan trọng đến cái chất bổ trợ của nó virus thì có thể nó giống nhau rồi đều là vaccine chủng virus ví dụ như là à, dùng trồng độc cao bắc mỹ thì nó giống nhau rồi nhưng mà quan trọng nhất là cái chất bổ trợ đâu. bổ trợ của tôi bằng nước luộc thịt gà nó khác nước lọc thế thôi hiểu đơn giản như thế được không anh em vậy nha thì thì nên là với cái câu hỏi của anh nghiêm hùng này lên tiêm vaccine Sercovalic và Myco trước hay là tiêm tay xanh trước thì theo như trải nghiệm của tôi cá nhân của tôi 14 năm các bạn lên tiêm tay xanh trước để cho nó đáp ứng miễn dịch tốt nhất nha rồi ok anh khắc mạnh anh bảo rằng là ngủ đi xếp bây giờ mới có chưa đến 10 giờ mà đã đi ngủ thì anh mạnh anh bảo tôi là gà gà công nghiệp mới đi ngủ sớm còn phạm xuân trịnh ấy có ngủ thì cũng phải 11 rưỡi hay 12 giờ thì ngày sau này tôi già rồi tôi sẽ đăng ký tôi ngủ sớm nhé còn bây giờ tôi đang ở à, đây giờ tôi đang 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 ngủ muộn nhá anh, uh, anh mạnh nhá anh mạnh ấy, cũng là một trong những bạn của tôi à, hiện tại bây giờ anh có rất là nhiều cái cửa hàng ở trong khu vực tây nguyên đấy à, cảm ơn anh khắc mạnh nhá hôm vừa rồi ra hà nội đã chụp ảnh cùng với tôi nha anh khắc mạnh nhá rồi anh hiên a la là vui ok vui rồi cảm ơn cho thắng nguyễn này. anh ơi cho em hỏi lợn nhà em nó bị dở khắp người và tai nó vẫn ăn bình thường tức là nó bị đỏ khắp người và tai nó vẫn ăn bình thường thì trong cái trường hợp ấy mà con lợn nó bị đỏ, nó gọi là bị sốt bỏ ăn không có nguyên nhân ấy. thì thứ nhất này nó nóng sốt thì người nó sẽ đỏ còn trường hợp nó tím tai tím mõm mới tím người ấy, cái trường hợp đấy là khi mà nó bị suy hô hấp ấy thì cái tuần hoàn nó không thể bơm máu đến các cơ quan tổ chức được nên là nó có hiện tượng là bị uh, tím tai tím mõm đấy người ta gọi là bệnh tím tai tím mõm nhá, không phải là bệnh tai xanh nhá ngày xưa tôi cãi nhau mấy ông chuyên gia tôi bảo nó đâu ông bổ bệnh tai xanh trên lợn đâu ông ở đây thế rồi đâu ông chỉ đi tai xanh hay tai tím thế nào cuối cùng công bổ là tai tím vậy thì tại sao lại gọi là tai xanh còn là chọn đặc thế rồi ờ à, thì đúng rồi là bệnh tai tím ở trên lợn nha này các ông nhớ thuật ngữ đấy còn bệnh tai xanh chỉ là từ khóa thôi ok nha vậy thì trong trường hợp ấy mà con lợn nó đỏ khắp người nhá tai nó đỏ nhưng nó bình thường thì chúng ta thấy rằng là nó siêu hấp thì nó bị như thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiêm cái thuốc mà để điều trị bệnh viêm phổi ở trên lợn nhá ví dụ như là À, công có thể sử dụng cái thuốc là đặc trị viêm phổi của bên công ty Supervet này. Đây là một thuốc rất là ngon lành luôn nhá, cứ thế mà chiến rồi. Được không anh em ạ? À? Nếu mà được thì cho chàng pháo tay á. Rồi ok, tiếp tục này. Nguyễn Hải là vaccine CP mình tiêm vẫn bị vaccine CP mình tiêm rất bị không biết nhá. CP tiêm vẫn bị anh nga Nguyễn Hải có thể nói rõ hơn là cái vaccine anh tiêm như nào không nhá? Rồi ok, tiếp theo xin chào anh Quách Văn Tài. Anh Quách Văn Tài là một trong những đại gia bán thuốc thú y và kinh doanh rất là nhiều ngành nghề trên Thái Nguyên nhá có biệt danh là tài thủy phát đấy và cảm ơn anh Quách Văn Tài đã bình luận vào bài của tôi nha kính chúc anh mạnh khỏe và mong muốn là được hợp tác tốt đẹp giữa hai bên nhá rồi ok tiếp tục này tiếp tục các câu hỏi khác này à, anh Đặng Bình nói rằng là bác sĩ tư vấn cho em ca này với thì anh viết anh gõ nhanh lên không là sau hết livestream rồi chỉ còn có 4 phút nữa là kết thúc cái livestream thôi tôi còn phải đi làm việc khác rồi ok nhá, thì 38 anh em đang xem live chia nhìn thấy số điện thoại của Xuân Trịnh không? Zalo của Xuân Trịnh là 0977 809 555. Thì anh em bốc điện thoại lên nhắn cho mỗi người cho tôi một cái tin là chào Xuân Trịnh nhá. Xong hỏi cái gì được tôi sẽ trả lời cho. Nên nhắn tin thôi nhá, còn lại nếu mà anh em mà muốn kết bạn với Phạm Xuân Trịnh ấy, thì không được, tại vì sao? Tại vì bộ nhớ Zalo tôi bị đầy rồi. Có 3.000 bạn bây giờ đầy rồi không kết bạn được nữa, nhắn nhắn tin tôi sẽ đọc được nhá. Tôi sẽ ghi chép lại để sau này anh em có cần hỗ trợ gì thì tôi hỗ trợ bây giờ có 41 anh em đang xem live stream này anh em vào đây đặt uh, câu hỏi đấy nhá đặt câu hỏi gì cũng được còn không được thì tí nữa uh, nhắn tin vào zalo cho tôi nhá thì tôi sẽ trả lời đây bây giờ nhá có một câu hỏi này lợn con 20 ngày tuổi bị tiêu chảy phân vàng có bọt bây giờ điều trị như thế nào trong trường hợp heo 20 ngày mà tiêu chảy phân vàng có bọt ấy, thì đấy là nó, nó liệt vào bệnh Clostridium perfringens nhá nó gọi là là bịch uh, vi khuẩn yếm khí đấy thì bây giờ anh sẽ làm như sau này anh lấy cho tôi cái enrofloxacin ấy anh tiêm nó khỏi mà hoặc là lấy cái đặc trị tiêu chảy đây này, này đây đây anh lấy cái này này anh tiêm này tôi xem ở đây có đặc trị tiêu chảy không nào mấy đứa trợ lý của tôi nó lôi hết hàng ở đâu nữa đây anh như này cái chai đặc trị tiêu chảy này nhá đó lấy cái chai này về mà tiêm này nó tin đúng không các anh có nhìn thấy chữ đặc trị tiêu chảy không ạ đấy thành phần của nó là uh, tinus tiamolin với colitin nó cũng có thể điều trị được bệnh đấy nhá phân vàng có bọt đấy. Ok nhá, đấy nó gọi là vi bị clock Rồi ok, cảm ơn 49 anh em đang xem livestream nhá. Bây giờ anh em chia sẻ cho tôi một phát cho nó lên 100 100 mắt xem Nên xem nào, tôi lại nói tiếp này. Nếu mà không đủ trăm mắt xem mà tụt xuống thì tôi tôi tắt livestream tôi đi tôi đi chơi rồi. Ok, anh Đặng Bình anh nói rằng là em tiêm Enro không khỏi bạn. Thế bây giờ cho hỏi thêm một câu nữa rằng là nó bị cả đàn hay là bị một hai con? À, anh đặng bình anh bảo rằng là em tim android không khỏi thì bây giờ câu hỏi là nó bị cả đàn hay bị một hai con nhá trả lời thêm câu hỏi đấy đi đặt thêm câu hỏi đấy đi tôi trả lời cho nếu mà nó bị một hai con thì tôi sẽ có cách xử lý còn nó bị cả đàn thì tính tiếp ôi cảm ơn anh em nhá xem này chi của xuân trịnh ngày hôm nay này có 47 anh em đang xem này thôi hôm nay live stream vậy thôi một giờ đồng hồ rồi tôi còn phải để dưỡng nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai tôi đi công tác ở thanh hóa nhá bây giờ nhá anh đặng bình nhá nếu mà trường hợp nhá mà heo 20 ngày mà nó bị cả đàn ấy bị tiêu chảy phân vàng có bọt ấy thì rất là đơn giản thôi bây giờ anh đem enro anh tiêm cho anh tiêm cho heo con sau đó thì mai anh đem enro anh tiêm cả cho heo mẹ đấy nhá một mũi là xong anh đặng bình à mai anh lấy enro anh tiêm cho heo mẹ và anh tiêm cho heo con nhá một mũi là tịt ngóp thế thôi rất là đơn giản đấy nhá đấy là phân vàng có bọt nhá còn phân vàng trắng có bọt nhá còn nếu mà nó bị PID thì phải điều trị khác nhưng mà đại để là nếu mà nó bị cả đàn như thế là có sữa nó có vấn đề rồi con lợn nái nó có vấn đề rồi một là PID hai là nó bị là nhiễm khuẩn là từ sữa lại thì anh lấy Enro mai nhá anh đặng bình nhớ này mai lấy Enro vừa tiêm cho heo con nhá tiêm cho heo mẹ luôn một mũi tiêm thôi là dừng ngay lập tức nhá xong là nhớ lấy vua sát trùng ấy về phun trực tiếp lên con lợn phun trực tiếp vào lên chuồng để nó tiêu diệt cái mầm bệnh nó bài thải ra môi trường đi thì nó cực kỳ nhanh khỏi nha anh đặng bình nhá, ok nhớ, <laughs> ok cảm ơn anh em nhá hôm nay à trịnh, xin trình sirven là kết thúc cái live stream ở đây nha một tiếng đồng hồ rồi, hôm nay tôi phải nghỉ dưỡng sức để ngày mai đi thanh hóa nhá, vậy thì anh chị em nào mà có đại lý ở trong thanh hóa nghệ an hà tĩnh này thì giới thiệu à, kết nối với phạm xuân trịnh nhá, nếu anh em muốn biết cái cách làm của tôi này, muốn biết cái chiến lược kinh doanh của tôi này, muốn biết làm sao để kết nối với phạm xuân trịnh ấy thì mai thì mai nhá thì mai uh, nhắn tin cho xuân trịnh để tôi vào tôi thăm nhá đấy anh đặng bình nhá, anh lấy cái vua sát trùng anh vừa phun và thức ăn nước uống anh cho nó uống luôn xong là tiêm vừa tiêm enro vừa nhỏ mồ à vừa tiêm enro cho con mẹ vừa tiêm con con nhá là khỏi luôn một mũi tiêm thôi nhá mai tiêm khỏi thì nhắn tin cho tôi rồi rồi nhá cảm ơn anh em nhá hôm nay uh, kết thúc cái này chìm đây nhưng mà trước khi kết thúc này chìm cho chủ phụ ảnh bác và... à, anh em cho tôi chủ phụ ảnh nhá để tôi uh đăng lên mạng chơi này một hai ừ, mất chữ super này một hai rồi xong rồi chụp xong ảnh rồi lúc nay có mấy chục người như thôi vậy thôi được rồi ngon rồi nha như thế được rồi nha anh em nha anh em uh, của tôi ạ bây giờ xin phép là kết thúc cái livestream stream ở đây nhá để tôi còn uh, đi làm việc khác rồi mai anh em uh, mai thì tôi uh, tôi mai tôi đi thanh hóa rồi nên mai không live stream như vài hôm nữa về live tiếp ok bye bye anh em nhá chào anh em kính chúc anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp phạm xuân trịnh bác sĩ thú y 14 năm kinh nghiệm cộng với là thầy tôi truyền cho tôi công lực 55 tổng hiện tại bây giờ phạm xuân trịnh có kinh nghiệm 64 năm nhá Anh công đừng có chửi tôi <laughs> nói rất là buồn cười nhưng mà thực ra nó là thật như thế đấy tôi toàn học võ công từ mấy ông thầy mươi 55, 55 kinh nghiệm thôi nên là tôi công lực của tôi 64 năm nhá. Bye bye.